cắt à, cắt bánh đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Để em tới cắt đấy. Đó, rồi con ăn bánh đi vào. Rồi con ăn bánh này, ăn bánh đi. Ăn bánh đi con. Thì cắt thôi. Thôi cắt nó đi, thôi con ăn bánh nè. Cho nè. Rồi con quẹt kem kiểu đó thì to, thì bánh là bánh kem tươi mà. Nè ngon lắm. Không, con ăn trước đi, con ăn trước đi. Cắt. Thôi, mày phải bắn rồi.